Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lạc Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 64 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị anh duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện độc bộ thiên hạ ngay sau đây tiếp theo phần trước lại nói ngụy hiên biết tác dụng của thương minh cấm thần đại trận lại không biết cách để tránh đại trận chỉ có thể khiến cho nguyên thần rời khỏi thân thể bởi vậy lúc bấy giờ mới bị diệp húc dẫm đạp đường đường là cường giả tam thần cảnh cuối cùng không thể không bỏ lại vô bảo thân thể chỉ còn lại duy nhất một cái đầu chạy trốn khỏi nơi đấy mất hết cả mặt mũi điều này đối với một kẻ bảo thủ như là ngụy hiên mà nói tuyệt đối chính là một đả kích vô cùng nặng không thanh vạn năm đủ để ba chúng ta đều trở thành cường giả tam thần cánh lúc bấy giờ phượng yên nhu lấy một bình ngọc ra thật cẩn thận đi đến gốc không thanh vạn năm kia gốc ngọc thụ này sinh trưởng trong linh điền xanh biếc chân bóng cực kỳ tiên diễm hai vị sư huynh mỗi một giọt không thanh vạn năm đều ẩn chứa dược lực vạn năm tuyệt đối không được lãng phí chỉ bằng dùng bình ngọc tiếp lấy nếu không rơi xuống bùn đất rồi chúng ta muốn khóc cũng không kịp đâu à, phải phượng cô nương nói rất phải rất phải Tống Cao Đức thu thân thể không đầu của Ngụy Hiên và trong ngọc lâu của mình, trịnh trọng gật đầu, lấy ra một khối bảo ngọc to tầm cái đầu, tế luyện một phen, biến thành một cái chậu lớn, chu vi một thước hai, bị hắn ta dùng hai tay bưng đến đi hướng không thanh vạn năm. Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu thấy thế, đứng tại chỗ, hồi lâu cũng không nói được lời nào. Tống Huynh, nghe quá ác đi, cho dù gốc không thanh vạn năm này sống được triệu năm đi chăng nữa, trong đó cũng chỉ có trăm giọt mà thôi, có cần dùng cái chậu lớn đến như vậy hay không đấy? Diệp Húc thất thanh cười nói, Phượng Yên Nhu che miệng cười không ngừng. Tống Cao Đức cũng cảm thấy xấu hổ, lúng ta lúng tung nói, lo trước khỏi hóa, lo trước khỏi hóa. Nhưng hắn nghe Diệp Húc nói thế, cũng thu cái ngọc bồn đi, hắn cười nói, chúng ta nhìn xem, gốc không thanh vạn năm này rốt cuộc là có bao nhiêu giọt linh dược đây. Ba người đứng trước gốc ngọc thụ này, Phượng Yên Nhu thận trọng lấy ra một kiện vu bảo, sau khi tiến lên, hóa thành một la trứng màu xanh, che lại bốn phương tám hướng trên trời dưới đất liền giải thích gốc không thanh vạn năm này đã sống không biết bao nhiêu vạn năm rồi nó không chừng đã tu luyện thành yêu tinh miễn cho nó chạy mất bọn họ cũng không vội hạ thủ về quanh gốc không thanh vạn năm này cẩn thận đánh giá chỉ thấy gốc quái thụ này hình dạng như trúc mỗi một vạn năm lại bọc thêm một đoạn mỗi một đoạn cao gần một tấc thân của nó có hơn trăm đoạn còn có rất nhiều cành hiển nhiên tuổi của nó đã qua triệu năm diệp húc không khỏi hoảng sợ cũng chỉ có loại thiên tài dị bảo như thế này mới có thể sống lâu như thế đổi lại làm vũ sĩ nhân loại chỉ sợ đã sớm hóa thành một đám đất cho dù là yêu tộc nổi tiếng về sống lâu chỉ sợ cũng sống không quá vạn năm sẽ thân tử đạo tiêu cho dù có trở thành vua hoàng thành thiên đế cũng không thể bất tử ồ oh, nơi này có chữ phượng yên nhu đột nhiên phát hiện ra vui vẻ nói diệp phúc cúi đầu nhìn lại chỉ thấy trên thân cây không thanh vạn năm này có viết một hàng chữ rất nhỏ ta nhờ gốc cây này mà thành vua hoàng tài bổ như thế phúc cấm hậu nhân dòng chữ này khắc sâu vào thân cây tồn tại không biết bao lâu cũng không lưu lại chữ ký chẳng lẽ là tây hoàng lưu lại hay sao tống cao đức sắc mặt phức tạp vội vàng xem xét chi tiết không thanh vạn năm quả nhiên phát hiện nhiều chồi đã bị người cắt đi lấy linh dược trong đó liền thở dài nói nếu thật là chữ viết của tây hoàng lưu lại chỉ sợ linh dược trong này cũng không còn nhiều lắm đâu nghe nói tây hoàng ở bảy vạn năm trước thành đạo tu thành cảnh giới vua hoàng Nói cách khác, linh dược trong gốc không thanh vận năm này nhiều nhất chỉ có 7 giọt mà thôi. Ồ, oh, nơi này còn có một dòng chữ nữa. Phượng Yên Nhu lại phát hiện thêm thì thầm nói. Đã là tiền bối, lưu lại, ta lấy 3 giọt. Ồ, oh, nói như vậy, chỉ còn lại 4 giọt. Diệp Húc và Tống Cao Đức sắc mặt tối sầm, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy dưới dòng chữ đó có chữ ký, chính là tên một người, dòng bay Phượng Múa. Sao, Trang đạo cổ lưu, trang cổ đạo lưu là ai vậy? Cái tên cuốn kiếp nào lại đặt một cái tên khó đọc đến như thế, lại dám trộm đi ba giọt không thanh vận năm của lão tử đấy. Tống Cao Đức trợ ầm lên, Phượng Yên Nhu thấp giọng mà nói. Tống sư huynh, người này hẳn tên là Trang đạo cổ, không phải là Trang đạo cổ lưu. Người này tiến vào nơi đây, chẳng lẽ hắn ta cũng biết Thương Minh cấm trận, cấm thần đại trận hay sao? Diệp Phúc cẩn thận xem xét, chỉ thấy chữ viết này còn rất mới, hẳn là vừa mới trước đó không bao lâu, liền cười nói: khả năng là công luân thánh địa cổ xuất thế người này trong đoạn thời gian này đến nơi đây lấy đi linh dược xem ra trang đạo cổ này lại là một người thú vị đấy không ngờ chỉ lấy đi ba giọt không thanh vạn năm để lại cho chúng ta hơn phân nữa lão đệ đệ sai rồi kẻ này chắc chắn là một tên tự đại tự cho rằng mình đúng hơn nữa là người trong chính đạo kia tống cao đức cười lạnh mà nói hắn lưu lại dòng chữ bên cạnh chữ viết của tây hoàng hơn phân nửa là nghĩ đến bản thân có thể sánh ngang với tây hoàng hơn nữa hắn còn để lại tên của mình Không thể nghi ngờ là nói cho người đến sau biết Lão tử cho chúng mày vài giọt linh dược Mau tới cảm tạ ta đi Nếu không lão tử tham lam Chúng mày ngay cả rắm cũng không có đâu kìa Ý hắn là như vậy đấy hay Dù thế nào thì chăng nữa Người này không lấy hết không thanh vạn năm đi Để lại vài giọt cho chúng ta Đều đáng để chúng ta cảm kích rồi Diệp Húc tìm tòi xung quanh Tìm được một nhánh không tổn hại Thật cẩn thận đâm vào Chỉ thấy một giọt nước như quỳnh tương nhỏ xuống rơi vào trong bình ngọc phát ra một tiếng lăng keng giòn vang cánh tay hắn chấn động giọt không thanh vận năm này không ngờ nặng kinh người suýt nữa khiến cho hắn không thể cầm chắc được bình ngọc trong bình ngọc một làn dáng màu từ từ dâng lên trong dáng màu một cung điện chậm chậm xuất hiện đỉnh đài lầu các trầm bổng hữu lý đẹp không sao tả xiết phiến công điện kia giống như thiên cung tiên khuyết cho dù sao hoa nhưng lại có vẻ hư vô mờ mịt không thể nắm bắt được diệp phúc của vàng đóng miệng bình lại miễn cho dược lực mất đi Phượng Yên Nhu và Tống Cao Đức cũng đều tự mình tìm một cảnh hoàn hảo, thật cẩn thận, hấp thu ra một giọt không thanh vạn năm, cũng không nhận được bị trọng lượng của không thanh vạn năm làm cho hoảng sợ. Diệp sư huynh, còn một giọt không thanh vạn năm nữa, chúng ta có nên để lại để cho kẻ khác cảm kích chúng ta hay không đây? Phượng Yên Nhu chớp chớp mắt, rất thổn nhiên mà nói. Tống Cao Đức không đợi cho Diệp Phúc trả lời, lại lấy ra một bình ngọc, thu luôn giọt không thanh vạn năm còn lại kia, hắn kể nói: "Đương nhiên, đương nhiên là không thể nào để lại giọt này rồi, Loại thiên tài dị bảo này Không lấy chính là kẻ ngốc kìa Để lại cho hậu nhân sao Đợi cho đến lúc chúng ta trưởng thành Thành vua hoàng rồi rồi nói tiếp đi Hiện giờ tu vi chúng ta thấp như vậy Nếu như để lại một giọt hai giọt Chẳng phải là cổ hủ hay sao Hắn vừa dứt lời Đã thấy Diệp Húc lấy ra một cái cuốc nhỏ Định đào cả gốc không thanh vạn năm này lên Lập tức sắc mặt tối sầm lại Diệp lão đệ so với ta còn mạnh mẽ hơn kìa Thật không ngờ định nhổ gốc linh dược này tận gốc kìa Thu về của mình Thế nhưng không thanh vạn năm 10.000 năm mới kết xuất một giọt linh dược Giao chồng linh dược như thế mất nhiều hơn được diệp húc thật cẩn thận đào không thanh vạn năm từ trong linh điển ra sau đó giao cho phượng yên nhu cười nói phượng cô nương cô đem gốc linh dược này đặt gần thương minh cấm thần đại trận để từng tên vũ sĩ đi ngang qua đều có thể nhìn thấy được phượng yên nhu có chút buồn bực không biết hắn ta vì sao phải làm như vậy thế nhưng tống cao đức trong nháy mắt liền hiểu ra không khỏi sờn tóc gái kêu lên lão đệ chiêu này của ngươi cũng quá độc ác đi rõ ràng là đào sẵn một cái hố rồi chờ kẻ khác nhảy vào phượng yên nhu cũng hiểu được không thanh vận năm vốn sinh trưởng trong khe núi nhỏ này rất khó để phát hiện ra nhưng nếu chồng bên cạnh thương minh cấm thần đại trận người khác liền dễ dàng nhìn thấy những vu sĩ tiến vào côn luân thánh địa cổ nhiều không đếm xuể nếu như có người phát hiện gốc không thanh vạn năm này nếu không kìm được tới lấy chỉ sợ sẽ bị thương minh cấm thần đại trận diệt nguyên thần vu bảo cùng những thứ có trong ngọc lâu của bọn họ cả đều sẽ trở thành vật vô chủ. Hành động này của Diệp Húc tương đương với thả ra một chút đồ ăn ở gần con chuột chờ nó chui đầu vào lưới, rồi sau đó ung dung mà thu bảo vật. Diệp Dư Huynh thật sự là người tốt hay sao? Cái loại chuyện này làm thật là thuần thục. Phượng Yên Nhu chấp chấp mắt, trái tim đập loạn lên. Tuy Diệp Húc khiến cho cô làm nhiều chuyện không tốt, nhưng lại làm cho cô ta kích động vạn phần. Cô ta như một cô bé lần đầu tiên làm chuyện xấu, trong lòng vô cùng hưng phấn rón ra rón rén đi qua đặt gốc không thanh vạn năm trong tương minh cấm thần đại trận sau khi trở về khuôn mặt ửng đỏ hiển nhiên nội tâm còn chưa bình tĩnh lại được ba người bọn họ ở lại trong khe núi nhỏ này lấy gốc không thanh vạn năm ra hấp thu luyện hóa bọn họ tuy không lấy được nhiều không thanh vạn năm nhưng loại linh dược này một giọt liền tương đương với một điều tam gia linh mạch chất chứa dược lực kinh người phải thật cẩn thận hấp thu luyện hóa nếu như tùy tiện hấp thu thì linh dược rất có thể sẽ biến thành độc dược làm cho bản thân nổ tan xác mà chết. So với Phượng Yên Nhu và Tống Cao Đức cẩn thận thì Diệp Húc lại trực tiếp nuốt giọt không thanh vạn năm này vào trong bụng mình. Thân thể của hắn cực kỳ hùng mạnh, có thể sánh ngang với thân thể cường giả tam thần cảnh. Đừng nói là một điều tam gia linh mạch, cho dù là 10 điều cũng chưa chắc có thể làm thân thể của hắn nổ tung được. Giọt không thanh vạn năm này vừa mới vào trong bụng liền bộc phát ra dược lực mênh mông không gì sánh nổi, gần như tương đương với dược lực dược hiệu của mấy ngàn viên sinh sinh tạo hóa đan cùng bùng nổ xung đáng đan điền của hắn Cọ rửa thân thể của hắn dược lực giống như nước lũ ầm một tiếng liền đổ đầy đan điền và tất cả các huyệt khiếu của hắn chân nguyên tràn ra tuôn vào trong chín khẩu đại đỉnh chỉ thấy dòng sông chân nguyên trong đỉnh nhanh chóng bành trướng phát ra tiếng sóng vỗ minh mông vù vù từng khẩu đại đỉnh từ huyệt khiếu của hắn bay ra xoay tròn xung quanh đỉnh đầu của hắn không ngừng hấp thu chân nguyên dư thừa nổi lên trên đỉnh chân nguyên của hắn càng lúc càng tinh khiết càng lúc càng hùng hậu dòng sông càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng, uy năng tản ra càng thêm khủng bố. Kiều đỉnh chấn vang cũng bị chín dòng sông chân nguyên đập vào. Nếu không phải hắn lấy xích tinh kim mẫu làm phôi, rèn chín khẩu đại đỉnh này chỉ sợ một đợt sóng vỗ tới liền có thể đánh vỡ đan đỉnh của hắn, một thân tu vi hóa thành hư ảo. Đây là chỗ khủng bố của việc dùng dược lực nâng cao tu vi, vũ sĩ đan đỉnh kỳ tu luyện mỗi một bước đều phải thật cẩn thận, phải có một khẩu đan đỉnh tốt nhất để dung nạp chân nguyên dư thừa nếu chất lượng đang đỉnh kém, sẽ bị đỉnh vỡ người chết. cửu đỉnh nhận lấy từng đợt sóng chân nguyên tấn công, không ngừng chấn động. Qua một hồi lâu mới dần bình ổn, rút cục tiêu hao sạch sẽ dược lực của giọt không thanh vạn năm kia. Diệp Húc đứng dậy, phát hiện tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, rõ ràng đã bước lên hơn 8 cảnh giới nhỏ thành đan đỉnh kiều phẩm. Cho dù có là tam gia linh mạch, đối với di la thiên hỗn nguyên chân kinh của ta mà nói, cũng có một phần chọc khí không thể hấp thu được thật không ngờ dược lực của không thanh vạn năm lại không hề chứa một chút phế khí nào cả chất lượng cao đến đáng sợ diệp phúc có chút hài lòng dòng sông chân nguyên của hắn đã lớn đến cực hạn không thể tiếp tục quách trường phải ngưng luyện lần đầu tiên ngưng luyện thành đan chính là hỗn huyên đan nhất phẩm lần thứ hai chính là huyễn đan nhị phẩm ngưng luyện 9 lần mới có thể chân chính thành đan tiến vào nguyên đan kỳ nếu ta cứ trốn trong quan tinh phong mà không đi ra ngoài miệt mài khổ tu ít nhất cũng cần Hai năm mới có thể tu luyện tới cảnh giới hiện nay Làm gì có cơ hội này Phượng Yên Nhu còn cần một đoạn thời gian nữa Mới có thể luyện hóa hoàn toàn không thanh vạn năm Mà Tống Cao Đức lại vừa luyện hóa Vừa độ kiếp thanh thế long trở lở đất Giờ phúc quanh chân ngồi xuống Hộ pháp cho hai người thầm nghĩ Sau khi đan đỉnh kiều phẩm Chính là ngưng luyện huyến đan Cùng cảnh giới mức độ tâm hậu của tu vi của ta Gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần kẻ khác mà độ khó khi đột phá cũng gấp 10, thậm chí gấp trăm lần cần tích lũy so với kẻ khác càng nhiều hơn. Người khác đột phá đến cảnh giới huyễn đan cần tiêu hao mấy điều nhất giai linh mạch mà ta chỉ sợ phải dùng mấy tam giai linh mạch mới có thể đột phá được. Nhưng hiện giờ cũng không phải vội, vẫn là củng cố cảnh giới hiện tại một chút thì hơn. Hắn thả hùng bi ra chỉ thấy con hắc hùng này so với trước đây càng thêm khôi ngô hùng trắng, vừa đen vừa béo, thân thể cao ba trượng, da lông cũng rực rỡ, rất là uy phong, đôi kính đen dĩ sườn cũng càng lúc càng lớn. Diệp Húc sắc mặt đối sầm lại, phát hiện thằng nhẽ này lại dám dùng tài liệu hắn cất giữ luyện chế cho bản thân một khẩu đan đỉnh thượng hảo, cũng tu luyện đến đan đỉnh kỳ. Không chỉ có như vậy, con gấu này lại còn tự tạo cho mình một bộ áo giáp cũng là vu bảo mặc ở trên người. Phách Thiên, mấy ngày nay ngươi ăn vụng không ít tan dược của ta phải không? Sắc mặt của Diệp Húc có chút khó coi, lên tiếng hỏi. Linh Điền ở trong ngọc lâu của hắn vô số, lại có hơn ngàn vạn phạm nhân khai khẩn Linh Điền nuôi trồng dược tài sản lượng cực cao, cực kỳ phong phú. Hùng Bi mấy ngày nay, ngày đêm luyện đan, chắc chắn ăn vụng cũng không ít. Đâu, đâu có đâu, lão gia đừng đổ ăn cho người tốt à. Hùng Bi kêu ăn. Người ăn đến bụng liền phệ ra kia kìa, còn nói không có hay sao? Diệp Húc nheo nhéo cái bụng của nó, ước chừng dài 4 năm tức, vô cùng đau đớn nói. Hùng Bi xấu hổ, ấp a à, ấp úng nói, lão già tiểu hùng không có ăn vùng bao nhiêu chỉ là ngẫu nhiên ăn thấy ngon miếng liền ăn thêm mấy viên thôi can xảy dao còn có hai con kim mãng kia ăn nhiều nhất kìa Diệp phúc khẽ động tâm niệm chân nguyên hóa thành một bàn tay to chộp vào trong ngọc lâu mò can xảy dao và hai con kim mãng kia ra tập trung nhiều lại sau một lúc lâu không biết nói gì hắn từ trong ngọc lâu mò ra không ngờ là một con long mã béo đến không đi nổi cùng với hai con kim mãng có vòng eo và thân không khác nhau là mấy ba con này ăn vụng không biết bao nhiêu linh đan diệu dược mà hùng bi luyện chế đều là bảo vật loại sinh sinh tạo hóa đan tuy rằng dược lực không mạnh bằng loại đan dược mà diệp húc đặt ở trong vạn cổ ma vực nhưng với tu vi của can giải dao và hai con kim mãng kia còn không thể hoàn toàn hấp thu hết dược lực chỉ có thể ỉ vào khí lực mạnh đem dược lực tích tụ ở trong cơ thể những dược lực đó càng tích càng nhiều ba tên này lên càng ngày càng béo thế cho nên diệp húc nhất thời không để ý ba tên này đã béo hết cả lên hiện giờ can xảy sao sao còn là con tuấn mã gầy như que củi kia nữa Diệp phúc thậm chí còn hoài nghi con long mã này vốn muốn chạy như bay kia bây giờ còn có thể đi được nữa hay không đây lão gia ta vốn không phải là keo kiệt không cho các ngươi ăn linh đan rượu dược chỉ là các ngươi ăn không thể luyện hóa dược lực được cứ như thế này sớm muộn gì các ngươi sẽ bị dược lực tích tụ trong cơ thể làm cho nổi tung lên thôi diệp phúc vừa tức giận vừa buồn cười mà quả trách Can thể dao run run bỏ lên, thở hồng hộc, lan một vòng trên mặt đất, hóa thành một tên mập toàn thân đỏ hồng như lửa, đặt mông ngồi dưới đất, phù phù một thở hồn hển. Hai con kim mãng cũng lan một vòng, biến thành hai tên nhóc vừa béo lại vừa lùn, cũng đặt mông ngồi dưới đất, không thể động đậy nổi. Ba cái tên béo như lợn cùng kêu lên. Lão già, chúng tôi sai rồi, những dược lực đó chúng tôi tiêu hóa không ra, phải làm như thế nào đây? Chút dược lực đó còn chưa làm khó được ta đâu, thế nhưng các ngươi còn dám ăn vụng linh dược về sau nó chết đi diệp phúc cười lạnh một tiếng thiên đỉnh trên đỉnh đầu đột nhiên bay ra một dòng sông chân nguyên làn sóng cuộn lại đem ba à tên mập tính cả hùng bi cùng nhau cuốn vào giữa sông không ngừng lấy chân nguyên cọ rửa thân thể cho chúng hắn khẽ động tâm niệm lập tức kích phát dược lực tồn trữ trong cơ thể bốn tên kia từng luồng dược lực mênh mông tấn công hóa thành yêu nguyên tràn ngập cơ thể bọn chúng tu vi bốn con yêu quái lập tức tăng lên phù vù, vù sau một lúc lâu Diệp Húc liền nhân hóa tất cả dược lực tồn trữ trong cơ thể bọn chúng, chỉ thấy tu vi của Hùng Bi đặt bằng Diệp Húc, đặt tới đan đỉnh bát phẩm, mà tu vi của Can Sải Sao và hai con kim mãng kia cũng đặt tới đan đỉnh kỳ. Bởi vì bọn chúng còn chưa có đan đỉnh, chứa đựng yêu nguyên nên tu vi bắt đầu tan rã. Hình thể bọn chúng bắt đầu phục hồi như cũ, bụng của Hùng Bi xẹp xuống, Can Sải Giao từ một tên mập biến thành một thanh niên trai trắng nhất là hai tên nhóc mà kim mãng hóa thành, hoạt bát đáng yêu biến thành hai đứa trẻ nhưng trên trán một đứa mọc ra một cái kim giác, đứa kia mọc ra một cái ngân giác. Diệp Phúc chấn áp hai dòng sông chân nguyên của can sải dao và hai con kim mãng từ trong ngọc lâu lấy ra một ít tài liệu, lấy thấy dương chân hỏa, thấy âm xích huyết thần diễm liên tục rèn luyện, luyện chế ra ba khẩu đan đỉnh phát ra cho ba bọn chúng cùng cố tu vi. Phách Thiên, lão gia ta ở trong côn lân thánh địa cố tìm được một ít linh dược, ngươi nhìn xem có thể luyện chế thành đan dược được hay không đấy? Diệp Phúc xử lý xong, lúc này lấy hơn 10 loại linh dược đặt trong cô lưng thánh địa ra, lên tiếng hỏi. Tuy rằng Diệp Phúc với Vu Đan Đạo cũng có hiểu biết, nhưng còn xa mới có thể nói là tinh thông. So với cao thủ luyện đan là Hồng Bi đây kém hơn rất nhiều, cho nên hắn mới giao linh dược, linh thảo cho con hắc hùng này luyện chế. Ở lão gia, đó đều là linh dược ngàn năm trở lên, dược lực dồi dào cực kỳ. Đôi mắt của hắc hùng phát sáng, nước miếng chảy ròng ròng, gió xét một vòng, ngửi mùi dược hương rồi lẩm bẩm nói. Diệp Húc sắc mặt không được tốt cho lắm. Những linh đan diệu dược khác các ngươi ăn cũng được, nhưng những dược tài đó lão gia ta phải giữ lại để đánh sâu vào cửa khẩu. Nếu như các ngươi dám ăn vũng lão gia ta liền lột ra các ngươi, phơi nắng, làm da gấu, da dao long khô. Hùng Bi và Can Sải Giao đám yêu quái liền dùng mình một cái, vơ vàng bồi cười mà nói: Lão gia dặn dò, chúng tôi đương nhiên không dám động vào rồi, không dám, không dám. Lấy thực lực của Tiểu Hùng đủ để luyện chế linh đan ngàn năm rồi, Hắc Khùng chấm ngâm một lát, thật cẩn thận mà nói. Tuy nhưng linh dược linh thảo ngàn năm, bản thân ẩn chứa dược lực không gì sánh nổi. Dược lô bình thường không thể chịu đựng được đâu. Nếu như luyện chế thành đan, phối hợp với dược tài khác, dược lực có thể tăng lên gấp đôi. Cho dù là chín khẩu đan đỉnh của lão gia, chỉ sợ cũng sẽ bị nổ tung kìa. Không có khẩu dược lô tốt nhất, chỉ sợ không thể luyện chế thành linh đan diệu dược được. Diệp Phúc thở dài, phất tay áo một cái, đưa bọn chúng về trong ngọc lâu, lại thu hồi các loại linh dược để trong ngọc lâu tầng thứ hai miễn cho bị bốn tên tham lam này ăn vụng mất thầm nghĩ những linh dược ngàn năm đó nếu như ăn sống thì thật lãng phí thế nhưng làm sao để có thể tìm được một khẩu dược lô tốt nhất bây giờ hắn lấy linh phủ của ngụy hiên ra đã thấy vu bảo mà ngụy hiên luyện chế ra này tuy rằng chất lượng cực cao nhưng tài liệu đều không phải đỉnh cấp trong đó tài liệu tốt nhất cũng chỉ là thiết mẫu vạn năm mà thôi còn lần thánh địa cổ đã bị tây hoàng phong ấn mấy vạn năm rồi nơi đây dù có vu bảo hơn phần nửa cũng bị tổn hại mục nát rồi Diệp Húc nhớ tới tấm Thiên Sơn Thanh Điện Đồ, hắn thấy được lúc ở trong đại mạc Tây Hoang kia. Tuy rằng bảo vật này là Tây Hoàng tự tay luyện chế, nhưng là rách nát, uy năng bị tổn hao nhiều. Thiên Sơn Thanh Điện Đồ hơn phân nửa là lấy ra từ trong Côn Luân Thánh Địa Cổ, khó trách đại mạc Tây Hoang thường thường có người phát hiện ra di tích tượng cổ. Có Côn Luân Thánh Địa Cổ ở đây, những di tích này không nhiều mới là lạ. Nếu Thiên Sơn Thanh Điện Đồ có thể chuyển lưu đi ra ngoài, cái này có nghĩa là bên trong thánh địa chắc chắn còn những vô bảo khác nữa hắn từ từ nhổ ra một hơi chọc khí đột nhiên nghe thấy một tiếng phượng hót thanh âm réo sắt vừa vàng theo tiếng nhìn lại chỉ thấy đỉnh đầu của phượng yên nhu đột nhiên dâng lên một quả nguyên đan màu vỏ quýt từng ngọn lửa chuyển động xung quanh nguyên đan giống như những đám mây thật nhỏ đây là một quả nguyên đan tinh khiết trải qua 9 lần rèn luyện đã trở nên cực kỳ vững chắc nhưng hơi thở nó tản ra cũng không phải yêu khí dày đặc mà là có vẻ mang chút hơi thở của thánh thần mà bay xung quanh nó không phải những ngọn lửa bình thường Diệp Húc nhìn đến trong đó ít nhất có bốn loại thần hỏa, gồm có Thái Dương chân hỏa, Nam Minh ly hỏa, Thần Dương càn linh mi hỏa và càn thiên liệt hỏa. Bốn loại thần hỏa này rõ ràng đều là chân hỏa cực kỳ cương liệt, không ngờ lại xuất hiện trong yêu đan của Phượng Yên Nhu, khiến cho Diệp Húc chật chật lấy làm kỳ lạ. Phượng Yên Nhu nhắm nghiền đôi mắt, làn váy tung bay, phía sau từng là ánh sáng mờ dâng lên, ngàn luồng ngàn sợi tạo thành một cái đuôi và đôi cánh bể màu rực rỡ kinh người. Phượng Yên Nhu lúc này nhìn như tiên nữ thuần khiết nhất kết hợp với một chút tố chất yêu tinh trốn rừng xanh thuần khiết mang theo vẻ yêu dị làm cho người ta hoa mắt làm cho người ta phải say mê sau một lúc lâu nàng mở miệng nuốt yêu đan vào ánh sáng phía sau dần dần tiêu tán đi im lặng đi đến bên cạnh diệp húc trầm chậm, chậm ngồi xuống mà lúc này lôi kiếp của tống cao đức đã dần kết thúc hắn vốn đã tu luyện đến huyễn đan kỳ giờ dựa vào dược lực của một giọt không thanh vạn năm này đã tăng lên huyễn đan bất phẩm liên tục độ bảy kiếp Thiếu báo, nơi đây còn một giọt không thanh vạn năm nữa này. Tống Cao Đức giao Bình Ngọc cho Diệp Phúc, hắn cười nói: "Ta đi theo sau các ngươi, cũng không xuất bất cứ lực nào cả, lại được nhiều chỗ tốt như vậy, lấy nữa thì thật là hổ thén. Diệp Phúc chuyển giao Bình Ngọc cho Phượng Yên Nhu nói: "Lần này, Phượng cô nương có công lao lớn nhất, nếu không có cô, lần này chúng ta sẽ không trốn thoát khỏi tay của Ngụy Hiên được. Dư ra một giọt không thanh vạn năm này, đương nhiên nên thuộc về Phượng cô nương rồi." Phượng Yên Nhu sắc mặt đỏ bừng, đang định chối từ diệp Húc không phân trần liền nhét vào trong tay của nàng cười nói chúng ta đặt không thanh vạn năm trong thương minh cấm thần đại trận không biết đã có thu hoạch gì nữa chưa đây phương cô nương còn mời cô nương dẫn đường cho phương yên nhu chỉ phải nhận lấy thầm nghĩ huỳnh ấy nói ta xuất lực nhiều nhất ta chỉ dẫn đường mà thôi giọt không thanh vạn năm này ta nhận lấy cũng thật là hồ thén thôi thì tìm cơ hội rồi trả lại cho huỳnh ấy vậy bọn họ luyện hóa dược lực của không thanh vạn năm mất 3 ngày ba đêm trong lúc diệp húc cổ pháp cho bọn họ từng mấy lần nghe thấy trong thương minh cấm thần đại trận truyền đến tiếng kêu thảm thiết như vậy có người bị đại trận diệt nguyên thần táng thân trong cấm chế đợi khi bọn họ đi đến bên cạnh thương minh cấm thần đại trận diệp húc không khỏi bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ chỉ thấy nơi đây phơi thay mấy trăm mấy trăm vũ sĩ đến từ chính ma yêu đạo táng thân trong đại trận thậm chí có người thi thể ngã cạnh không thanh vạn năm thò tay bắt lấy thân cây quái thụ này lại không thể sống sót nếu chỉ là không thanh vạn năm thì chưa đủ để hấp dẫn nhiều vu sĩ đến như thế. Mấu chốt nhất chính là những tài liệu mà đám vũ sĩ chết trước để lại mới chân chính là thứ hấp dẫn người ta. Những vu sĩ đó sau khi chết đi, Ngọc Lâu phân giải tài sản cất chứa suốt đời rơi xuống trong thương minh cấm thần đại trận, trồng chất thành từng gò nhỏ, vô số bảo khí phóng lên cao, ở xa vạn dặm cũng có thể nhìn thấy được. Nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng mà. Tống Cao Đức nhìn thấy mà rung động, ngàn họng nhìn chân chối nói, Diệp Phúc thì thở dài. Hey, đáng tiếc Không phải là công đức của ta Có những tài liệu này Chu thiên tinh phiên của ta liền gần đủ 365 mặt rồi Tạo thành tinh phiên đại trận hoàn chỉnh Thực lực lại tăng lên Những vũ sĩ tăng thân nơi đây Phần đông đều là vũ sĩ Đã ở trong cô luân thánh địa cổ lâu ngày Sau khi bọn họ chết Những thứ cất chứa trong ngọc lâu Ngoại trừ vô bảo và tài liệu Còn có rất nhiều linh dược ngàn năm Mà bọn họ thu được bên trong thánh địa Tuy rằng linh dược ngàn năm mà một vũ sĩ thu được không nhiều lắm nhưng mấy trăm vũ sĩ cùng một chỗ thì số lượng khá là đáng kể, gấp thu hoạch mấy ngày nay của ba người Diệp Húc 7 8 lần. Chỉ riêng giá trị của những linh dược đó đều có thể sánh ngang với vũ bảo và tài liệu của bọn họ. Dù là bản thân Diệp Húc khi nhìn đến nhiều linh dược và tài liệu như vậy cũng không nhịn được mà tim đập thình thịch. Khó trách hấp dẫn không biết bao nhiêu người, người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi tìm cái chết đến như vậy. Ha <laughs> ha, kiện ngũ phượng lưu kim này ta biết à. Tống Cao Đức nhặt một kiện vũ bảo kỳ quái lên, hiển nhiên thứ này cũng là một kiện trọng bảo, so với vũ bảo cấp chấn giáo bình thường tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn cười nói: "Đây là vũ bảo của Lý Việt sư huynh vạn kiếp môn ta. Lý Việt sư huynh tu vi cao xa hơn ta rất nhiều, đã vượt qua đại kiếp nạn nguyên đan, chính là tân tú của vạn kiếp môn ta. Hề, hey, thật không ngờ, cũng chết trong nơi này." Thi thể bên cạnh, Ngũ Phượng Lưu Kim chính là Lý Việt sư huynh của hắn, bị thương minh cấm thần đại trận, diệt nguyên thần, thân tử đạo tiêu, ở trong vạn kiếp môn có thể thành nguyên đan đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại xuất sắc. tuy rằng là sư huynh đệ đồng môn nhưng tống cao đức cũng không hề bi thương chút nào. ánh mắt quét tới đống đầy liệu trồng chất như núi kia, dừng ở trên một thi thể không khỏi thất thanh mà nói. hè cừ thật cát niếp thiên nhân tông chính đạo cũng đã chết rồi sao? ta nghe qua danh tiếng của người này chính là một nhân vật kiệt xuất tam thái cánh của thiên nhân tông. nghe nói hắn đặt được huyền thiên bạch tháp tám tầng là nhân vật bồi dưỡng trọng điểm của thiên nhân tông thật không ngờ lại chết ở chỗ này không biết tâm pháp chấn giáo của thiên nhân tông thiên nhân hợp nhất chư thiên thánh pháp có được hắn mang theo hay không đấy diệp phúc xem xét một phen chỉ thấy trong những người chết không ít là đệ tử danh môn đại phái trong chính ma yêu ba đạo trong đó còn có đệ tử chúng đại phái như nho gia thái cực tông ma đạo luyện khí tông vu đạo tông đại đường thiên sách phủ đều là những người cực kỳ cực kỳ kiệt xuất cũng thu hoạch không ít tâm pháp thậm chí có luyện thể thuật của luyện khí tông tên là luyện khí bảo giám. Luyện khí bảo giám khá giống với chư thiên thập đạo nhưng tinh diệu phức tạp hơn nhiều. Môn tâm pháp này đem thân thể người thành rất nhiều bộ phận, từng bộ phận lại dựa theo quy cách luyện chế vũ bảo. Bộ phận cơ thể người nhiều không đếm xuể, nếu như luyện hết những bộ phận đó thành vũ bảo trấn giáo, uy năng sẽ cực kỳ hùng mạnh. Đây là chỗ cao minh của luyện khí bảo giám so với chư thiên thập đạo. Nhưng luyện khí bảo giám chỉ có tâm pháp ba cuốn đầu mà chư thiên tập đạo của Diệp Phúc là tâm pháp hoàn chỉnh, bởi vậy hắn cũng không định tu luyện, thuận tay đưa môn tâm pháp này cho Tống Cao Đức. Đáng tiếc, cao thủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa không chết ở chỗ này. Diệp Phúc thở dài thầm nghĩ, kiểu chuyển nguyên công của Tư Ba, ta nhất định phải lấy tê tay. Bọn họ thu hết đám bảo vật đi, trong đó Vu Bảo cấp trấn giáo còn có hơn mấy trăm món. Tống Cao Đức nhìn mà đầu váng mắt hoa, lẩm bẩm mà nói: Chúng ta sẽ bị trẻ phạt mất thôi Ai da Phương Yên Nhu nhìn thấy cũng kinh tâm động phách Làm bà mà nói Những người này đều do ta hại chết cả Bọn họ, bọn họ đều là người xấu cả Ba người thu thập xong liền từng bước đi ra ngoài Đột nhiên nghe có người kinh ngạc kêu lên Có người còn sống đi ra khối cấm địa kia kìa Đây chính là chuyện lớn Khu cấm địa kia chôn không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt Thậm chí tiểu vương gia thiên sách phố Cũng tăng thân ở trong đó không ngờ còn có người có thể sống sót đi ra được. Sáu bảy tên vũ sĩ ánh mắt phát sáng, ngơ ngác nhìn Phượng Yên Nhu như nhìn thấy thiên nhân vậy. Diệp Húc kho khan một tiếng, thanh âm vang dội, bừng tỉnh những người này, nghi hoặc mà hỏi: "Mấy vị huynh đài, sao nơi này lại là cấm địa vậy?" Một gã vũ sĩ trong đó hồi phục tinh thần lại, lắc lắc đầu nói: "Mấy trăm cường giả các môn phái vùi thân trong khe núi kia, không ai còn sống, không phải cấm địa thì là cái gì đây?" Hề, hey, các người cũng thật to gan thật đấy dám xông vào trong cấm địa không ngờ vẫn còn sống trở về được kìa ồ thì ra là vậy diệp phúc cười nói chúng tôi cũng không có đi vào chỉ từ xa mà nhìn thoáng qua phát hiện không biết bao nhiêu người đã chết nên không đi vào nữa một gã vũ sĩ trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi các người nhìn thoáng qua sao bên trong rút cuộc có cái gì vậy sao hấp dẫn nhiều cường giả đi chịu chết như vậy người đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết hay sao tống cao đức không có ý tốt nói phượng yên nhu lẩm mán một cái thầm nghĩ tống sư huynh cũng không phải là người tốt một cá vũ sĩ trung niên bộ dạng chín chắn lắc lắc đầu nói nếu là cấm đĩa chắc chắn là nơi chỉ có chết chứ không thể sống được không tới xem là tốt nhất kìa. trong cô luân cổ không chỉ có một cấm đĩa mấy ngày nay có không ít cấm đĩa bị phát hiện làm bao nhiêu người chết đi chúng ta vẫn nên ở bên ngoài tìm kiếm một ít linh dược ngàn năm thì hơn không cần thiết phải mạo hiểm lại có một người thở dài hề hey, đáng tiếc đại đa số linh dược ngàn năm bên ngoài đã bị người hái đi cả rồi muốn tìm được một gốc rất khó thậm chí linh dược vạn năm cũng bị người phá vỡ cấm chế thu đi không ít rồi dù hình không bằng hắn lức đám người dập húc trong mắt lộ ra sát khí hiển nhiên mưu đồ gây rối vu sĩ trung niên lắc lắc đầu thấp giọng nói không nắm chắc được thôi chúng ta đi thôi dứt lời dẫn mọi người rời đi cực kỳ sáng suốt, không gây chuyện với đám người Diệp Húc. Linh dược bên ngoài đã bị tìm hết rồi hay sao? Diệp Húc chớp chớp mắt, lãnh thổ quân luân thánh địa cổ mấy vạn dặm, nhưng nhiều vũ sĩ vào như thế, các môn các phái, ngoại trừ phái đệ tử tinh anh ra, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không nhịn được mà rất động. Cao nhân tam thần cảnh chỉ sợ cũng không phải là số ít. Mặt khác, đại quân vũ sĩ của hai nước Tần Hán chỉ sợ mấy ngày ngắn ngủi liền có thể vét sạch bên ngoài côn cô lôn thánh địa cổ ngoại trừ loại cấm chế hùng mạnh cực kỳ như thương minh cấm thần đại trận hành diệt tuyệt thần quang chỉ sợ những nơi khác thậm chí linh dược vạn năm đều đã bị người ta lấy đi cả rồi thiếu báo chúng ta có đi đến trung tâm côn cô lôn thánh địa cổ hay không tổng cao đức lên tiếng hỏi Phượng yên nhu cũng chẳng mong nhìn hắn nàng nói có lẽ nhị tỷ đã đi đến chỗ sâu trong thánh địa rồi diệp Phúc trầm ngâm một lát cười nói nếu như đã đến đây rồi đi vào xem một cái cũng tốt thế nhưng nơi đó đã biến thành chiến trường của các thế lực lớn rồi chúng ta lực lượng quá hạn nếu gặp phải nguy hiểm lập tức rút ngay ngàn vạn lần đừng có dừng lại hai người gật đầu đồng ý giờ phúc tế khởi thiên cơ tán hóa thành một con thuyền con ba người ngồi trên thuyền bay đi giữa đám núi hướng đến chỗ sâu trong thánh địa chỉ thấy trong đám núi thường thường bộc phát ra những luồng dao động mãnh liệt chắc hẳn là có vũ sĩ ở trong núi động thủ chém giết cướp đoạt đồ của đối phương bên ngoài quân luân thánh địa cổ đã biến thành một bãi giết chóc ngẫu nhiên phát hiện một cốc linh dược ngàn năm lập tức sẽ rước lấy một đám người đuổi giết vù một tiếng mấy trăm dặm phía trước đột nhiên chuyển đến từng luồng hơi thở hùng mạnh tột cùng chỉ thấy từng tòa đại đỉnh xuất hiện giữa không trung chấn áp chư thiên tản mắt ra dao động làm người ta sợ hãi xóa đi từng đạo cấm chế vô hình ở giữa không trung sao kiều đình của hạ gia trung châu ư diệp phúc không khỏi cả kinh trong lòng cao thủ hạ ra đến đây sao? ầm um, ầm um. ở xa xa tại trung tâm côn luân thánh địa cổ truyền đến càng nhiều chấn động dữ dội chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện Hư ảnh một pho tượng đại phật ầm um, ầm um, hạ xuống công phá từng đạo cấm chế trên không trung đột nhiên lại có hư ảnh của 12 pho tượng đồng nhân từ trên trời hạ xuống hạ xuống trong côn luân thánh địa cổ ma khí ngập trời lại có một cái cổ vòng phá không đánh đến ở trên cao hóa thành một quyển kinh thư kinh thư rầm rầm mở ra khắp trời đều là văn tự khổng lồ tiếng tụng kinh truyền đến vang dội thanh âm khắp nơi chấn áp yêu tà thậm chí cả ma khí cũng bị đuổi tan lại có một cây ngọc nghi ý lăng không bay tới thủy khí ngàn đường từng vân ngàn đóa đâm phá hư không xóa đi một mảng cấm chế còn có một thân hình khổng lồ chen trúc phá hư không âm âm giáng xuống cũng là một nam tử đầu người thân rắn cũng là một ảo ảnh tọa lạc trên hư không giống như vu hoang vu hoàng giá lâm mắt trái của hắn giống như một vầng mặt trời chói chang, mắt phải lại giống như một vầng trăng sáng. Ánh mắt lướt qua, từng đạo cấm chế hóa thành cho bụi. Từng kiện vũ bảo có uy năng mạnh mẽ tột cùng, hoặc là hư ảnh của vũ bảo giáng xuống hư không, phá vỡ cấm chế cực mạnh trong côn luân thánh địa cổ, tình cảnh cực kỳ lớn. Đây là các cao thủ thế hệ trước của các đại môn phái, triệu tập đều là hư ảnh vũ bảo cấp chấn giáo, phá vỡ cấm chế trung tâm của côn luân thánh địa cổ. Tống Cao Đức thất thanh nói, hắn đột nhiên nhìn thấy một tòa lầu cao 33 tầng từ trên trời giáng xuống, không kịp nổi mà lên tiếng nói. Ô oh, đây là trí bảo Chấn giáo vạn kiếp môn ta, hư ảnh vạn kiếp thiên lâu." Diệp Húc cũng khiếp sợ vạn phần, cường giả chính yêu ma ba đạo cùng với cao thủ ba nước Tần Hán Đường ở trong quân Luân Thánh Địa Cổ đều triệu tập vô bảo mạnh nhất, đánh phá hư không, phá vỡ cấm chế trung tâm của quân Luân Thánh Địa Cổ. Loại tình cảnh lớn như thế này, hắn lần đầu tiên mới thấy những hình ảnh vu bảo đấy chấn động một lần nên có thể giết chết một đám cường giả tam thần cảnh kỳ quái sao không thấy vu bảo hoàng tuyền thánh tông ta vậy hắn buồn bực trong lòng diệp sư thuốc đến bên này diệp phúc thúc giục con thuyền con đi hướng trung tâm thánh địa đột nhiên nghe thấy trên một ngọn núi có người đang gọi tên hắn vội vàng ngừng đầu lên nhìn thì thấy trên ngọn núi kia bóng người lay động đều tự khoanh chân mà ngồi trên đỉnh đầu vọt lên một đám nguyên thần hình thù kỳ quái có thiên long, hỏa phượng, thao thiết, cùng kỳ, đủ mọi chủng loại, hơi thở mạnh đến cực kỳ. Vinh Lâm đứng ở trên đỉnh núi, cao giọng nói: "Sư thúc, đừng đi loạn, nhanh đến bên này thôi, tránh cho các vu bảo của các thế lực khác oanh sát kìa." Diệp Phúc xông lên đỉnh núi, thu con thuyền lại, ba người rơi xuống đất. Ánh mắt của hắn quét tới, không khỏi cả kinh, chỉ thấy chỗ này đều là nhân vật cấp trưởng lão của Hoàng Tuyển Ma Tông, không có một kẻ nào yếu, thậm chí Ngụy Hiên cũng ở trong đó ở đầu bên kia của ngọn núi cũng là một cánh cửa thật lớn giống như một tòa thiên môn dựng đứng ở trong không trung cánh cửa đóng chặt hư ảnh của vũ bảo các thế lực đánh ra từng đợt dao động dữ dội đánh tòa thiên môn này mở ra một khe hở những hư ảnh vũ bảo xuyên qua hư không hình thành một thông đạo không ít vũ sĩ đều đi qua thông đạo này bay hướng thiên môn trừ vế các thế lực lớn đều đã triệu tập hư ảnh cấm bảo thánh tông chúng ta không thể lại ở phía sau được nếu không trọng bảo của Tây Hoàng Sẽ rơi vào tay kẻ khác mất thôi Tiết trưởng lão trầm giọng lên tiếng Cùng nhau động thủ nào Trên đỉnh ngọn núi này Có hơn 33 vị cường giả tam thần cảnh Nguyên thần đều đang bay lượn trên đỉnh đầu Những nguyên thần đó đều đã ngưng tụ Thành thực chất tồn tại bay múa khắp trời Còn rất nhiều đệ tử Hoàng Tuyến Ma Tông Ước chừng hơn 200 người Đứng ở một bên Không tệ cùng nhau động thủ triệu tập cấm bão của thánh tông ta đánh mở nam thiên môn nào các vị trưởng lão đều nghe theo cùng nhau kêu lên tòa nam thiên môn mà tây hoàng rèn này nghe nói ông ta đã được truyền thừa của tiên nhân viễn cổ chiếu theo nam thiên môn thiên đình mà tiên nhân viễn cổ khai sáng ra mà luyện thành nam thiên môn thiên đình cổ chỉ cần đóng lại liền có thể phong ấn chư thiên đem tất cả cửu thiên thập địa đều phong ấn trong cánh cửa này có báo tề hoàng ở ngay trong tòa nam thiên môn này tuy rằng cánh cửa chỉ là một chế phóng của nam thiên môn thiên đình cổ thế nhưng nguyên năng rất lớn phải thúc giục cấm báo mới có thể mở ra nó được kìa ở một tiếng trên đỉnh đầu các vị trưởng lão hoàng tuyển ma tông chỉ thấy các nguyên thần khổng lồ đều há miệng không tiếng động mà gào thét diệp phúc chỉ cảm thấy một luồng hơi thở khổng lồ dị thường bị những nguyên thần đó từ trong không gian xa xôi kéo lại đây luồng hơi thở đó khổng lồ trầm trọng gần như một nàn hơi thở liền ép cho người ta không thở nổi bầu trời đột nhiên tối tăm lại diệp húc ngừng đầu nhìn chỉ thấy một cái khay đồng lớn hơi hơi chấn động phát ra tiếng ong ong từ trong hư không giáng xuống khay đồng này chính là ở trong tổng đàn hoàng tiền ma tông nâng trăm núi ngàn sông thánh địa ma tông liền kiến tạo bên trên chậu đồng diệp húc vẫn nghĩ đến cái khay đồng đó là một thứ để trang trí không nghĩ tới đó là một vu bảo có năng hùng mạnh vô cùng hư ảnh khay đồng từ hư không đẩy ra che khuất nửa bầu trời, to lớn không gì sánh được, từ từ chuyển động. Đây là cấm bảo của Hoàng Tuyển Ma Tông ta, luân hồi thiên bàn. Vinh Lâm vẫn chưa tham gia vào hàng ngũ triệu tập cấm bảo, cười nói với Diệp Húc. Cái vô bảo này chính là tổ sư khai sơn xâm la đại đế thánh tông ta để lại. Nghe nói xâm la đại đế từng thế qua lục đạo luân hồi, chiếu theo bộ dáng lục đạo luân hồi, tạo ra cái luân hồi thiên bàn này. Hư ảnh của luân hồi thiên bàn đột nhiên chấn động, tản ra dao động cuồn cuộn, Diệp Húc thậm chí còn cảm thấy chỉ một làn hơi thở lên có thể chấn mình thiệt nát xương tan. Đó mới chỉ là hư ảnh của luân hồi thiên bàn lên có thể tản ra uy năng mạnh mẽ khôn cùng. Nếu cái cấm bảo này hoàn toàn thức tỉnh, thôi phát uy năng, chỉ sợ toàn bộ côn luân cổ đều bị đánh nát, không còn tồn tại nữa. Vinh Huynh, cấm bảo là cái gì vậy? Diệp Húc hiếu kỳ hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên cấm bảo này. Vinh Lâm còn chưa trả lời, Tống Cao Đức sắc mặt ngưng trọng lên tiếng nói cấm bảo là vũ bảo hùng mạnh nhất trong mỗi một kiện vũ bảo đều chứa một môn tâm pháp đầy đủ người cần luyện chế đem toàn bộ cấm pháp rót vào trong vũ bảo uy năng minh mông vô cùng vạn kiếp thiên lâu của vạn kiếp môn ta là do tổ sư khai sơn sau khi đem vạn kiếp vô lượng tâm kinh tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn hút bốn cấm pháp này ra khỏi bản thân dung nhập vào không biết bao nhiêu bảo vật luyện chế mà thành vinh lâm liếc hắn một cái cười nói hóa ra là cao độ của vạn kiếp môn Tống Cao Đức vội vàng thi lễ lên tiếng uh, Tống Cao Đức vạn kiếp môn Ra mắt tại sư huynh Thánh Tông Vị này chính là Vinh Lâm nhìn về phía Phượng Yên Nhu Nghi hoặc hỏi Diệp Phúc giới thiệu một fan Vinh Lâm không khỏi sắc mặt quái dị Lướt Diệp Phúc vài lần thầm nghĩ Sao tiểu sư Thúc lại cúm tiểu công chúa Thiên Yêu Cung tới đây vậy Chẳng lẽ hắn không sợ lão yêu quái Thiên Yêu Cung Nổi dẫn tìm hắn tính sổ hay sao Hắn cười nói cấm bảo chỉ có cảnh giới như vô hoàng mới có thể luyện chế hơn nữa dù là vua hoàng chắc cũng không bỏ qua được một môn cấm pháp tu luyện hoàn chính tòa luân hồi thiên bàn của thánh tông ta bao hàm một cấm pháp hoàn chính chính là chư thiên luân hồi phá diệt cấm điển tổ sư khai sơn Sâm la đại đế gặp qua lục đạo luân hồi tìm kiếm không biết bao nhiêu tài liệu rồi lại từ bản thân lấy ra được một đạo chư thiên luân hồi cấm điển hoàn chỉnh kiện cấm bảo này nếu như mở ra toàn bộ uy năng uy lực sẽ tương đương với sâm la đại đế tự mình thi triển môn cấm pháp này Đủ để quét sạch tất cả Diệp Phúc chấn động trong lòng Tương đương với Chu Thiên luân hồi cấm Điển Mà xâm la đại đế tự mình thi triển Đây là khái niệm gì đây Vinh Lâm thở dài Hề, hey, Đáng tiếc Thúc dục cái vô bảo này Cần tiêu hao một nguồn năng lượng khổng lồ Lần này Thánh Tông ta phải tới Hơn 30 vị sư thúc hợp lực mà triệu hoán Mới chỉ có thể kéo đến hư ảnh của luân hồi thiên Ban mà thôi Ngay cả một phần vạn uy năng Cũng không thể phát huy ra được nếu như cố thúc dục bảo vật này chỉ sợ chẳng thể phát huy được một phần ngàn uy năng mà còn bị hút sạch tu vi của các vị sư thúc kia biến họ thành một đám phế nhân hoàn toàn tu luyện một môn cấm pháp đến tuyệt đỉnh mới gọi là vua hoàng thánh tông ta tuy có kiểu cấm kiểu đại cấm pháp nhưng nhiều thế hệ tông chú không có mấy ai có thể tu luyện một môn cấm pháp hoàn chính đặt tới cảnh giới tuyệt đỉnh cả một gã đệ tử hoàng tuyền ma tông lắc đầu nói phượng yên nhu dịu dàng nói với diệp húc sư huynh cấm bảo thiên yêu cung ta chính là hy hoàng dùng thân thể mình luyện ra hư ảnh đầu người thân rắn ở trên cung trung kia chính là hy hoàng hy hoàng và tây hoàng đồng âm khắc chữ là vu hoàng khác nhau la lịch còn cổ xưa hơn cả tây hoàng chính là người đã khai sáng ra thiên yêu cung cũng xưng là oa hoàng là lưỡng đại vu hoàng của yêu tộc hư ảnh luân hồi thiên bàn đánh mở tòa nam thiên môn kia đánh xuyên qua một thông đạo vũ sĩ có thể từ thông đạo này tiến vào trong nam thiên môn tòa nam thiên môn mà tây hoàng luyện chế này tuy là chế phẩm của nam thiên môn thiên đình cổ nhưng là một kiện bảo vật rất lợi hại đã gần với cấm bảo cần tập hợp rất nhiều hư ảnh cấm bảo liên kết cùng đánh vào mới có thể mở cửa ra được giờ phút này nam thiên môn tuy bị mở ra nhưng bốn phía tòa thiên môn này tràn ngập uy năng của cấm bảo các môn phái khác chỉ có thể từ thông đạo các cấm bảo này đánh xuyên qua tiến vào trong cửa mới an toàn nếu từ nơi khác tiến vào đều sẽ bị dư uy của cấm bảo diệt trừ cho dù là cường giả tam thần cảnh cũng không được. Ứng sư huynh, vì sao không tự mình đến đây vậy? Diệp Húc không nhìn thấy ứng tông đạo, liền hiếu kỳ hỏi. Nếu như tông chủ mà xuất hiện, tông chủ giáo chủ, các đại môn phái khác chỉ sợ cũng sẽ đích thân tới đây. Loại bức độ chiến đấu đấy, trời sụp đất nứt, chúng ta căn bản không thể nhúng tay vào được. Toàn bộ quân luân thánh địa cổ đều bị đánh hỏng cả, biến thành đất bằng mất thôi. Vinh Lâm thấp giọng nói, ta đoán rằng những nhân vật như tông chủ nếu không xuất hiện bảo vật cấp cấm bảo bọn họ sẽ không ra tay đâu diệp phúc gật đầu bởi vì ứng tông đạo là cường giả như vậy trên đời này thứ làm cho bọn họ động tâm thực sự không nhiều lắm cho dù kho báo tây hoàng xuất thế đi chăng nữa với bọn họ chỉ là một thứ nhỏ bé không đáng kể nếu không xuất hiện bảo vật như cấm bảo bọn họ chẳng thèm quan tâm cũng không có dục vọng ra tay về phương diện khác cũng là cân bằng thế lực nếu như ứng tông đạo ra tay vạn kiếp môn thiên lưu cung đại phạm âm lôi tự và đại phái chính ma yêu ba đạo cũng sẽ ra tay thậm chí hoàng đế hai nước tần hán có khi cũng sẽ mang theo chấn quốc chi bảo mà tiến đến đến lúc đó không còn là xung đột nho nhỏ giữa các thế lực nữa mà là trở thành đại họa cho nên tông chủ giáo chủ thậm chí hoàng đế tần hán mới có thể kiềm chế như vậy không thấy thỏ không tung ưng vinh lâm cười nói sư thúc à mấy ngày nay cao tầng của các môn phái đã định xong quy củ rồi kho báu của tây hoàng các cao thủ thế hệ trước không thể tham dự, chỉ có thế hệ trẻ tuổi mới có thể đi vào trong đó được thôi. Miễn cho các thế hệ trước của các môn phái gia nhập vào trong tranh đoạt, biến thành hỗn chiến giữa các phái. Lần này, những người được phép tiến vào kho báu chỉ có vô sĩ trẻ tuổi. Cũng vì như vậy, tông chủ mệnh mạnh cho ta tự mình đến đấy. Hắn là cường giả tam thần cảnh, so với những lão quái vật như Tiết trưởng lão hay Ngụy Hiên không kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn, bởi vậy ứng thông đạo mệnh cho hắn tự mình tiến đến trấn thủ. Thế hệ trước không được tham gia Cái này chẳng phải nghĩa là ngay cả ta cũng không được tiến vào hay sao Diệp Húc buồn bực không ngừng Hắn là phong chủ quan thanh phong Vinh Lâm cũng phải gọi hắn là sư thúc Các môn các phái định ra quy củ này Ngay cả hắn cũng bị loại ra bên ngoài Vinh Lâm cười nói Cho dù là trong kho báu Tây Hoàng Có thu hoạch còn không phải giao ra 6 phần bảo vật Mà bản thân thu được Chỉ có thể giữ lại 4 phần Các vị trưởng lão trụ tập cấm báo Mở ra nam thiên môn sao lại không trả thù lao cho được Tiết trưởng lão trầm giọng nói Thông đạo đã mở ra Chư vị đệ tử nghe lệnh Những lão giả chúng ta đây duy trì Đơn hồi thiên bàn Các ngươi tiến vào nam thiên môn Có thể thu được gì thì thu hết vào Giết được kẻ nào thì giết cả Không cần lo lắng gì cả Có chúng ta ở đây làm chỗ dựa cho các ngươi rồi Vâng Vinh Lâm và các đệ tử Đều không người tự bay lên phi hướng thông đạo Ngụy Hiên nhìn hứng Diệp phúc thản nhiên mà nói Diệp Sư Đế, là trưởng giả bối phận sư thúc cả, đương nhiên không thể tham gia tranh đoạt với các đệ tử được, hãy ở lại đi. Diệp Phúc từ miệng Vinh Lâm biết được việc này, mỉm cười nói: à, đây là đương nhiên, đương nhiên." Ngụy Hiên ánh mắt lóe ra, trong lòng buồn bực không ngừng. "Không ngờ, cứ tên tiểu tử này có thể kiềm chế được." Diệp Phúc trong lòng cực kỳ xuất của, nếu không phải bởi bối phận của ta quá cao." lúc này cũng có thể tiến vào kho báu tây hoàng rồi cướp đoạt bảo vật bốn phía kìa nhưng mà cho dù cướp được bảo vật cũng phải giao ra 6 phần thật sự làm cho người ta đau lòng mà hắn đứng dậy nhìn hướng đỉnh núi khác chỉ thấy mười ngọn núi lớn trong trung tâm quân lân thánh địa cổ đều bị chiếm cứ ngoại trừ các môn các phái và hai nước tần hán còn có rất nhiều thế gia thái dương thần lô đông hoàng gia kiều đỉnh hạ gia chỉ nam sa hiên viên gia các loại cấm bảo kỳ lạ đều bị triệu hán đến không đến nửa canh giờ đã có hơn ngàn tên vũ sĩ ào ào xông vào trong nam thiên môn tòa nam thiên môn này bị nhiều hư ảnh cấm bảo đánh vào kẽ hở mở ra càng lúc càng lớn chỉ thấy bên trong truyền ra gia dao động cực kỳ kinh người không biết bao nhiêu bảo vật đang bay lượn trong thế giới cánh cửa đấy quả thực chính là biển vu bảo diệp húc lướt mắt nhìn lại một cái liền phát hiện bốn năm kiện vu bảo không hề thu kém cái thiên sơn thanh điện đồ kia hơn nữa chỗ sâu trong thế giới trong cửa tản ra rung động càng lúc càng làm cho người ta phải sợ hãi, hiển nhiên bên trong đó càng có nhiều phù bảo, chất lượng cực tốt, nói không chừng thật sự có thể có cấm bảo. đáng tiếc, bố phận của ta quá cao mà. Diệp Phúc Thở dài, hướng Phượng Yên Nhu, Tống Cao Đức nói: "Ta không thể tiến vào kho báu Tây Hoàng, các ngươi thì có thể, Phượng cô nương, Tống huynh, hai người tự đi đến đỉnh núi, cho môn phái của mình, đi vào tầm bảo đi thôi." Tống Cao Đức lắc đầu nói: địa vị của ta trong vạn kiếp môn không có bao nhiêu cho dù tiến vào kho báu tây hoàng có thu hoạch được mấy còn không phải sung công hết hay sao phượng yên nhu cũng lắc đầu hạ giọng mà nói nhiều cấm bảo chấn áp như vậy chỉ sợ ta rời khỏi ngọn núi này lập tức sẽ bị đánh chết mất thôi rất nhiều hư ảnh cấm bảo đánh ra những thông đạo xuyên vào trong nam thiên môn từ xa nhìn lại như những sợi duy băng tản ra các tia sáng rực rỡ đẹp không sao tả xiết những duy băng đó tuy đẹp nhưng ẩn chứa năng lượng khủng bố thậm chí cả không gian cũng bị méo mó đi cho dù là cường giả tam thần cảnh tới gần cũng sẽ bị cắt nát nguyên thần và thân thể hồn phi phách tán lỗ trưởng lão cười ha ha nói những môn phái khác chỉ sợ không ngờ được rằng trong những đệ tử mà thánh tông ta phái ra lần này có cường giả tam thần cảnh vinh lâm đến lần này thánh tông ta chắc chắn sẽ ký áp quần hùng đem những môn phái khác thành hư không độc chiếm kho báu tây hoàng rồi những trưởng lão khác nghe vậy mỉm cười đồng ý Lã trưởng lão cười nói Bảo vật bọn chúng đạt được Xung công 6 phần Trong 6 phần này hai phần nộp lên cho kho báu thánh tông ta 4 phần thuộc về tất cả chúng ta Đây chính là một món của cái Không nhỏ không nhỏ đâu Diệp Phúc ánh mắt sáng lên Mặt dày mày dạn mà nói Các vị sư huynh Chờ bọn vinh sư điệt trở về Lúc chưa của có một phần do tiểu đệ hay không đấy Tốt xấu gì tiểu đệ cũng là sư đệ của các huynh Phong chủ quan tinh phong Trưởng lão của thánh tông theo lý mà nói cũng phải được chia một phần thì phải tiểu sư đệ lúc triệu tập luân hồi thiên bàn ngươi dường như một chút lực cũng không có xuất ra thì phải tiết trưởng lão lườm hắn một cái bất đắc dĩ nói ngụy hiên âm trầm lên tiếng diệp sư đệ ta chưa từng thấy kẻ nào vô lại như ngươi vậy Ngươi cả cái rắm cũng không có xuất lực mà còn muốn chia một phần lời hay sao nghĩ thật là đẹp à xong chuyện nơi đây ta lập tức sẽ giết ngươi báo thù Diệp Phúc mỉm cười nói Ngụy sư huynh Ngươi đã lành sẹo rồi sao Lại quên đau rồi hay sao Thân thể của ngươi đều bị ta chém Còn dám lót sực như vậy hay sao Mà cái cơ thể này là của vu sĩ khác phải không Tin là ta sẽ lại chém ngươi một lần nữa hay không đấy Lúc này Ngụy Hiên đang duy trì luân hồi thiên bàn Giận dữ quát một tiếng Định thu hồi nguyên thần giết chết hắn Lỗ trưởng lão vội vàng nói Hai vị hai vị Chính sự quan trọng hơn Thù riêng chờ đến lúc xong chính sự Các ngươi sau đấu sau vậy Diệp Húc phất tay áo ngồi xuống Cười lạnh mà nói Ngụy sư huynh Ta tha cho ngươi một mạng trước Nhớ kỹ là ta tha cho ngươi một mạng Nếu không hiện giờ Ta có thể lập tức chém ngươi ra rồi Ngụy Hiên tức giận đến suýt thục máu Nếu không phải vì phải duy trì luân hồi thiên bàn Giờ phút này chỉ sợ lão đã Bạo lên mà giết chết Diệp Húc rồi Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 64 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại ở tập năm sắp tới